Buông ra. Đưa cho ta, đưa cho ta. Buông ra. Công phu giỏi quá. Nào, cái này cho đệ. Có chuyện gì vậy? Đệ đừng cái. Là thằng nhóc ăn mày đó lấy trộm tiền của ta. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhưng ta không hề đánh nó. Nhưng cô lại vô cớ đánh ta giữa ban ngày ban mặt. Phải nói như thế nào đây? Đúng đấy, sao cô ta lại làm như vậy? Cô còn đánh nữa. Sao cô lại đánh người ta chứ? Sao lại có thể như vậy chứ? Đúng thật là, ngươi làm gì thế? Có chuyện gì vậy? Không có gì. Đi thôi, đi thôi. Là ngươi, sao ngươi lại tìm đến đây? Không đánh thì không quen biết. Cô nương một lòng trưởng nghĩa, vừa gặp đã khó khăn cho nên mạo muội đi hỏi thăm, tìm được tới nơi ở của cô nương. Tìm ta có việc gì? Tại hạ họ Quá, là thương nhân ở Trường An làm ăn. Còn cô nương, Quá công tử, sau này nếu như không có việc gì khác thì đừng đến tìm ta nữa. Đừng đóng cửa. Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta muốn theo đuổi những nữ tử trượng nghĩa. Đây chẳng lẽ không phải là chuyện quan trọng hơn sao? Quá công tử hổ phách. Công tử. Ngươi là ai? Ta đến tìm vị cô nương này. Ngươi là ai? Ta là công tử, không cần quan tâm tới hắn ta. Nô tỳ đuổi hắn đi là được rồi. Quá công tử, ta theo đuổi nữ tử mà ta thích thì sao lại phải đi chứ? Cô ấy gọi người là công tử, lại xưng hô là nô tỳ, xem ra cô là tỳ nữ của hắn rồi. Nếu đã như vậy, ta đồng ý chuộc lại cô ấy bằng ngàn lượng vàng, vẫn mong huynh đài thành toàn. Đừng nói là ngàn lượng vàng, kể cả vạn lượng vàng cũng đừng có mơ mua được hổ phách. Tuy rằng nô tỳ thân phận thấp kém, nhưng mà sinh ra là người của công tử nhà ta thì chết cũng vậy. Vẫn mong quá công tử tự trọng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một nô tỳ mà lại nói chuyện gan dạ như vậy. Được lắm. Ta phải giáo huấn tử tế tên này một trận mới được. Công tử đừng đi, chúng ta tới để cứu cô nương. Đừng rước thêm phiền phức để tránh bị người khác chú ý. Khi nãy nàng nói gì cơ? Sống là người của ta, chết cũng là người của ta, tự nàng nói đấy nha. Không nói chuyện này nữa. Vẫn nên mau nghĩ xem làm sao để cứu được cô nương ra mới là quan trọng. Khắp nơi đều phản loạn. Lẽ nào trẫm sắp đến ngày tàn rồi sao? Bệ hạ bớt giận. Chuyện của Lý Thục đã dẫn đến việc lòng dân ly tán. Mọi người đều cho rằng trẫm không nghe lời những trung thần đáng tin giết hại trung thần. Chuyện này sao có thể đổ hết lên đầu của trẫm chứ? Trên danh nghĩa trẫm là thiên tử, trên thực tế chỉ là bù nhìn do bọn họ lập ra. Bệ hạ, chi bằng trước tiên cứ điều đám Vương Khuôn ra khỏi Trường An, chế ngự Xích Mi, bình định tứ phương. Trong triều chỉ còn thừa lại có 1 triệu manh, như vậy thì dễ khống chế rồi. Được, nên phân binh phái chúng ra, tránh việc chúng ở trên triều gây sự. Tình hình ở bên Lưu Tú thế nào rồi? Hàm Đăng Vương Lang chắc hẳn đã bại cục. Thế nhưng thần lo Tả Vương không khống chế được Lưu Tú. Âm cơ đang ở chỗ ta, chắc Lưu Tú cũng không dám làm liều.
Bệ hạ không thể thấy tâm can nữ nhân hiền lành để thả hổ về rừng nữa. Trẫm biết rồi, khanh lui xuống trước đi. Triệu Cơ muội muội, sao muội lại đến đây? Trời nóng như thế này, cẩn thận bị cảm nắng đấy. Hôm nay bệ hạ thưởng cho muội muội một ít điểm tâm rất ngon, muội thấy cũng không tệ nên mang sang cho tỷ tỷ. Muội đang mang thai, giữ lại nhiều một chút mà ăn. Hổ phách, cô nương. Hai người làm cho ta giật mình đấy, chính là muốn cho tỷ một chút bất ngờ. Hai người từ từ nói chuyện, muội về trước đây. Nô tỳ tiễn Triệu Cơ phu nhân hồi cung. Cô nương, sao rồi, mọi thứ ở nhà vẫn ổn chứ? Đại ca Hưng Nhi có khỏe không? Cô nương yên tâm đi, mọi thứ đều tốt. Công tử và Lưu công tử cũng đến. Họ đang nghĩ cách để cứu cô nương ra. Chân ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cho là trốn cũng không biết là trốn được ra ngoài không. Nếu may mắn trốn được, chọc giận Lưu quyền, sợ sẽ gây bất lợi lớn cho tam ca. Không bằng ở lại đây bình tĩnh quan sát chuyển biến. Không được đâu, cô nương ở lại đây quá nguy hiểm. Không sao đâu, ta tự có cách đối phó. Em nói với Hưng Nhi và Phụng Nhi cũng đến. Bọn họ đâu rồi? Bọn họ đã lén vào cung. Định đến tối sẽ lén đến để gặp cô nương. Em còn có thể làm giả cung nữ để vào. Bọn họ là nam nhân, cứ thế đi vào quả là gây sự chú ý. Vậy cô nương có cách nào khác không? Phu nhân, nô tỳ vừa nhìn thấy có hai nam nhân giả dạng hoàng môn thị tộc lén lén lút lút vào điện nơi Âm Lệ Qua đang ở. Sao ngươi chắc chắn? Bọn chúng là hoàng môn thị tộc giả. Thị tộc ở trong cung nô tỳ đều biết hết, cho dù không nhớ tên, ít nhất thì cũng thấy quen mặt. Mà hai nam nhân này nhìn rất lạ mắt, hơn nữa nửa đêm tối tăm lén lút vụng trộm, vừa nhìn là biết có vấn đề. Cuối cùng cũng đã bị ta tóm đuôi rồi. Đi. Bệ hạ, âm cơ ngấm ngầm qua lại với người ngoài cung có ý đồ làm loạn. Người đừng có dung túng cho cô ta đấy. Nếu sự việc thật như vậy, trẫm tự biết trách phạt. Bệ hạ đến. Bệ hạ đêm khuya đến vì có việc gì? Hàn Chi. Hàn Cơ. Chuyện gì đây? Bệ hạ, có người chính mắt nhìn thấy có hai người đàn ông đi vào phòng có Âm Cơ, nhất định là bị cô ta giấu đi rồi. Âm Cơ nói mau, cô giấu người ở đâu rồi? Việc thần ở trong cung, ngoài bệ hạ và Triệu Cơ phu nhân, chỉ có Hàn Cơ phu nhân biết. Nửa đêm khuya khoắt, sao lại có nam nhân đi vào chứ? Chắc là người hoa mắt rồi chăng? Âm Lệ Hoa, ta không biết là cô giở thủ đoạn gì, nhưng người của ta chính mắt nhìn thấy nhất định không sai. Lẽ nào người còn sắp đặt tai mắt ở Trường Tính cung của bệ hạ? Cô, đây là muốn giám sát thiếp hay là giám sát bệ hạ?
Được lắm, ăn cơ lễ qua, cô thật độc địa. Cô dám vu cáo hãm hại ta, là ai lòng dạ khó lường, rắp tâm vu cáo mưu hại người và thiếp trong lòng biết rõ. Bệ hạ, người phải tin tiện thiếp. Những điều tiện thiếp nói đều là thật. Đừng bị lời ngon tiếng ngọt của Âm Lệ Hoa mê hoặc. Nếu bệ hạ không tin, bệ hạ có thể phái người lục soát cung. Cầm miệng, trẫm tin những gì chính mắt mình thấy. Tính cách của Lệ Hoa, nếu nàng muốn dám gây xích mích vô cớ gây chuyện, đừng có trách trẫm vô tình đuổi nàng ra khỏi cung. Bệ hạ, Âm Lệ Hoa, chúng ta cứ chờ đó mà xem. Bọn họ đâu rồi? Mau gọi bọn họ ra đây. Vâng. Ổn rồi, mọi người đều vào đi. Tỷ, Phụng Nhi, Hân Nhi, cẩn thận. Tỷ tỷ, sao tỷ lại bị thương đến mức này? Không phải nói mọi thứ đều ổn cả sao? Ta thật sự đỡ hơn nhiều rồi. Có lẽ là do vừa mới quỳ gối quá lâu nên chân có tê thật đấy. Bây giờ ta không còn đau nhiều nữa đâu. Hơn nữa còn có thể tự đi được mà. Không tin thì để ta đi cho các đệ xem. Đừng, bọn đệ tin mà. Tỷ tỷ đừng đi nữa, lo nghĩ cho sức khỏe đi. Đã thế này rồi, tỷ đừng có ra vẻ nữa. Mau ngồi xuống đi. Tỷ tỷ vì Lưu Tú mà khiến cho bản thân thành ra thế này. Mà quân ấy lại còn đi lấy người khác. Lúc đầu khi hai người thành thân, quân ấy đã đồng ý với đệ là đối xử tốt với tỷ. Đúng thế, nếu như không phải là vì Lưu Tú, tỷ cũng sẽ không đến nỗi phải chịu ấm ức đến như vậy. Theo đệ thấy, tỷ lúc đầu nên đồng ý gả cho tiểu thúc thúc của đệ còn hơn tiểu thúc thúc của đệ. Đến nay vẫn chưa thành thân, còn không phải là vì tỷ tỷ sao? Đặng công tử, việc đã đến mức này nói những lời đó thì có tác dụng gì? Cái này cũng là vì ta bất bình thay cho tỷ tỷ thôi. Phụng Nhi, chuyện của ta và Tam Ca là quyết định giữa hai vợ chồng ta. Ta hy vọng là các đệ đừng vì ta mà quán trách chàng ấy. Một ngày nào đó chàng ấy nhất định sẽ có thể bình định Hà Bắc. Ta hy vọng đến lúc đó các đệ có thể giúp chàng ấy dẹp yên thế sự loạn lạc, cố gắng góp một phần sức lực. Tỷ tỷ, sao tỷ còn có thể đối với Lưu Tú si mê đến như thế? Không phải là ta si mê, mà là ta nên làm như vậy. Nhưng mà tại sao chứ? Bởi vì chàng ấy có thể từ bỏ chuyện riêng, hy sinh chính mình, là một người chân chính luôn luôn nghĩ cho bách tính thiên hạ. Chủ công, Cự Lộc thủ tướng Vương Nhiêu luôn một lòng trung thành với Vương Lang, sống chết đều không chịu đầu hàng. Còn nữa, hắn cậy vào sự phòng vệ kiên cố của thành mà liều chết, trấn thủ dựa vào nơi hiểm yếu để kháng cự. Những vũ khí tấn công thành là chiến xa và xe đá của chúng ta vốn dĩ không nhiều. Đã bao vây công kích 10 ngày rồi, vẫn không có cách phá thành. Rơi vào tình thế bế tắc. Nếu như cứ tiếp tục giằng co song song kéo dài như thế này, một khi Dương Lang có dịp nghỉ ngơi, khó tránh khỏi việc đêm dài lắm mộng. Chủ công có thể không quan tâm đến Cự Lộc, trực tiếp xuống dưới phía Nam công đánh Hàm Đan có được không? Nếu như dùng cách này, Cự Lộc sẽ ở sau lưng Hán quân ta, bọn họ có thể xuất thành ép sát đánh tập kích chúng ta. Bất cứ lúc nào, ta nghĩ là cách này có sự mạo hiểm nhất định. Vương Nhiêu thà chết thủ thành, quân sĩ ta sẽ chết vì mệt mỏi. Nếu như cái giá của việc tấn công quá lớn, chi bằng dẫn đầu đại quân tinh nhuệ trực tiếp đánh chiếm Hàm Đan. Một khi Dương Lang chết, Vương Nhiêu sẽ tự nhiên ngừng chiến đấu đầu hàng. Chủ ý này, vậy chúng ta lập tức chia quân thành hai đường, ép sát đánh tập kích quân Dương Lang. Công Tôn, ngài thống lĩnh quân đội lại đây trấn thủ vây đánh Cự Lộc. Ta và Trọng Hòa cùng dẫn đầu vạn tinh binh vượt qua Cự Lộc, trực tiếp tiến lên đến Hàm Đan đánh bất ngờ vào chính quyền trọng tâm của Vương Lang. Rõ. Lưu Tú quả nhiên là ức hiếp người quá đáng rồi. Nếu đã như vậy, ta quyết sống chết đến cùng với hắn. Truyền hiệu lệnh của trẫm, tất cả chuẩn bị phòng vệ thành, tiếp tục trấn thủ. Rõ. Chuyện này là thế nào vậy? Lẽ nào Lưu Tú đã thương chiến với chúng ta rồi sao?
Chủ công, không hay rồi. Tướng quân thủ thành của chúng ta đã đầu hàng rồi, mở rộng cổng thành tiếp đón quân Hán vào thành nữa. Vậy trong thành bây giờ thế nào rồi? Tướng sĩ của quân ta đã đản lòng mất hết ý chí, hàng loạt đầu hàng. Không thể quan tâm nhiều như thế nữa đâu bệ hạ. Chúng ta nên chạy đến Hàm Đan trước, rồi hẳn nói mau lên bệ hạ, đi thôi. Mau lên, chạy thôi. Mau lên bệ hạ, nào, nào. Chạy thôi, mau chạy thôi. Không cần nữa đâu bệ hạ. Bệ hạ, bên này mau lên. Mau lên bệ hạ. Bên này mau lên. Bệ hạ đi phía bên này, mau lên. Vương Lang, ta xem ngươi chạy đi đâu. Bệ hạ, bệ hạ. Tướng quân xin hãy tha mạng. Tướng quân ta là đời sau của Triệu Vương, ta bị Vương Lang lừa gạt làm cho mờ mắt. Tướng quân ta sau này nguyện sẽ quy thuận theo bệ hạ, xin tướng quân hãy thành toàn cho ta. Tướng quân, lúc đầu khi ngươi treo thưởng hàng vạn tiền của, tìm cách tính mưu kế muốn làm hại chủ công của ta, phải nghĩ đến ngày hôm nay chứ. Đại tư mã Nhân Từ phản quân, nếu như nộp vũ khí đầu hàng sẽ không giết. Nộp vũ khí không giết. Nộp vũ khí không giết. Nộp vũ khí không giết. Lưu Tú nhanh như vậy đã tiêu diệt được Vương Lang. Trẫm vẫn xem thường khanh ấy quá rồi. Lưu Tú có công tiêu diệt được Vương Lang, trẫm đã phong khanh ấy thành Tiêu Vương. Trẫm sẽ ghi nhớ công lao của Tiêu Vương, mong chờ đến khi Tiêu Vương dẫn quân quay về Trường An. Còn ở Hà Bắc thì sẽ phái Miêu Tăng nhậm chức Ưu Châu Mục, Vi Thuận nhậm chức Thượng Cốt Thái Thú, Thái Sung nhậm chức Ngư Dương Thái Thú. Sau khi Tiêu Dương hồi kinh, hai vợ chồng nàng có thể sớm ngày đoàn tụ rồi. Đa tạ bệ hạ thành toàn. Nàng thử nghĩ xem, nàng vốn là vương phi của Tiêu Dương, được cưới hỏi đàng hoàng. Quá thị nếu đã cậy vào 10 vạn binh mã của nàng ta muốn tước đoạt ngôi vị vương phi của nàng, trẫm tất nhiên là sẽ không để cho nàng ta đạt được ý muốn. Nàng cứ yên tâm, sau khi Tiêu Dương hồi kinh, trẫm sẽ phong thưởng cho huynh đệ của nàng, tất nhiên sẽ không để cho nàng phải thua thiệt với quá thị. Đa tạ bệ hạ. Lưu Quyền, ngươi quả nhiên là thật sự quá coi thường chàng ấy rồi. Chàng ấy sẽ không quay về đâu. Chủ công, chủ công, khi thần đang chỉnh lý văn thư của Vương Lang, phát hiện trong quân chúng ta, thậm chí bao gồm cả trong tín đồ, có vài người để giữ lại lối thoát, âm thầm thư từ qua lại với Vương Lang. Chủ công, số thư từ này nên xử lý thế nào? Vương Lãng giả mạo Lưu Tử Dư, Lâm Lưu nói giáo cho giặc, khiến rất nhiều tướng lĩnh không rõ địa thế bị che đậy. Có điều với ta mà nói, đây đều là những chuyện quá khứ. Chuyện quá khứ ta không nhắc lại. Số thư từ này ta không muốn xem, cũng sẽ không xem. Đánh hạ Hàm Đan với vị tướng lĩnh vất vả rồi. Tối nay mọi người không sai không về, về ngủ giấc thật ngon. Rõ, rõ, tạ chủ công, rõ. Tam ca đánh bại Dương Lang, lại được bệ hạ phong làm Tiêu Vương.
ta mừng cho quân ấy. Sao vậy? Chàng không mừng cho ca ca ta sao? Chàng là một người tốt. Chỉ là vì hương hỏa của Lý gia, chàng sớm nạp thiếp đi, ta sẽ không phản đối. Lý Thông ta đã lấy được nữ tử ta yêu nhất đời này rồi, không hề có ý nạp thiếp. Muội muội. Chân tỷ tỷ còn chưa khỏi, sao lúc này lại qua đây? Mấy ngày rồi chưa nhìn thấy muội, muốn qua thăm muội thế nào rồi? Muội không sao, còn bảo không sao. Sao lại tiều tụy đến như thế này rồi? Xảy ra chuyện gì thế? Không biết là làm sao mấy ngày nay ăn không ngon miệng, còn thèm ngủ. Trước đó tìm thấy y qua xem cũng không xem ra có vấn đề gì. Muội đoán vẫn là nguyên nhân mang thai. Phu nhân gần đây từng ăn thứ gì đặc biệt không? Không có, trừ thức ăn thường ngày, chỉ có thuốc bổ an thai, ngoài ra không có gì khác. Thuốc an thai là thái y kê sao? Là toa thuốc điều chế thái y kê. Vậy thuốc an thai là do thái y đun xong bê qua đây, hay là người ở trong cung tự đun? Là tự đun. Trong cung có một tỳ nữ tên là Thúy Nhi, đun là cô ấy đun thuốc cho phu nhân. Sao thế tỷ tỷ? Tỷ cảm thấy là thuốc có vấn đề sao? Đây là thị nữ muội đưa từ nhà đến. Tỷ tỷ cứ việc nói. Ta cũng không chắc chắn, nhưng mà không thể không đề phòng người, vẫn nên cẩn thận phòng bị thì hơn. Thế này đi, ngươi đi lấy toa thuốc của thái y mang cho ta xem. Và còn nữa, nếu có thuốc chưa đun thì cũng âm thầm mang một ít qua đây, đừng để Thúy Nhi biết được. Lệ Hoa, nàng đang làm gì thế? Việc đun thuốc cứ để cho tỳ nữ làm không phải là được rồi sao? Bệ hạ, những việc này thiếp không muốn để cho người bên cạnh nhúng tay vào. Đây là thuốc gì thế? Thuốc của nàng sao? Đây, bệ hạ đừng hỏi nữa. Thuốc này rốt cuộc là cho ai? Rốt cuộc chuyện là thế nào? Các người lùi xuống trước đi. Rõ. Bệ hạ, đây là thuốc an thai của Triệu Cơ phu nhân. Gần đây mũi ấy ngày một tiều tụy, cơ thể suy nhược. Thiếp lo lắng mũi ấy uống thuốc gì không nên uống, nên liền đem thuốc của mũi ấy qua đây, định tự mình nếm thử. Triệu Cơ đang mang thai, thuốc ăn thai của nàng ấy nàng uống cũng đâu thử ra được gì. Nếu nàng cảm thấy có vấn đề tìm thái y đến hỏi chẳng phải là được rồi sao? Thiếp cũng chỉ suy đoán mà thôi, tùy tiện đi tìm thái y e là quá thất lễ. Người đâu? Truyền thái y. Rõ. Thái y ông xem thử đi. Sao hả? Thần không biết phải nói thế nào ạ. Đừng nói phí lời, mau nói đi.
thuốc bên trên này hầu như đều có thể dưỡng thai an thận, nhưng duy nhất một vị thuốc tính cực âm hàn, trừ phi thai phụ thể chất thịnh nhiệt, nếu không uống lâu thai nhi sẽ khó giữ ạ. Thành nói thật chứ? Thần không dám nói láo, từng câu đều là thật cả. Phương thuốc này có phải là thái y của các ngươi lệnh cho kê ra không? Bẩm bệ hạ, phương thuốc này đúng là thái y lệnh cho kê. To gan, bệ hạ. Có người muốn hại hoàng tử của trẫm, tội đáng muôn chết. Bệ hạ, phương thuốc này đúng là thái y kê, nhưng bên trong không có vị thuốc kia ạ. Đừng nói là thái y trong cung, cho dù là đại phu trong dân gian cũng không dám kê thuốc. Xin bệ hạ minh xét. Bệ hạ đừng vội tức giận, thái y đã nói rồi, phương thuốc này không vấn đề gì. Có thể thấy không phải là lỗi của thái y. Ông lui xuống trước đi, đa tạ phu nhân. Bệ hạ đừng vội tức giận, có người muốn hại hoàng tử của trẫm, tâm tư cay độc, trẫm làm sao không nổi giận cho được. Bệ hạ, thái y to gan đến đâu cũng không dám kê ra phương thuốc như vậy hại hoàng tử. Thiếp nghĩ rằng sau vụ việc này nhất định là có người chỉ đạo. Trẫm vốn cho rằng Hàn Cơ chỉ là ghen tuông, thật không ngờ cô ta lại độc ác đến mức này, đến cái thai trong bụng Triệu Cơ cũng không tha. Lần này trẫm phải trừng trị cô ta thật nặng. Bệ hạ, người cũng nghi ngờ Hàn phu nhân, nếu không phải cô ta thì còn ai nữa? Trẫm sủng ái Triệu Cơ, cô ta sớm đã ghi hận trong lòng. Đến nay Triệu Cơ mang thai, cô ta còn bèn gây khó dễ. Bệ hạ, không có chứng cứ, chỉ dựa vào dự đoán không đủ để định tội Hàn Cơ. Hơn nữa cô ta là mẹ của hoàng tử, có quan hệ chặt chẽ với Lục Lâm quân, vì sự bình yên của hậu cung vẫn nên tạm thời đừng làm lớn chuyện thì tốt hơn. Lẽ nào nàng muốn trẫm bỏ qua cho người đàn bà độc ác này ư? Đợi chúng ta có đủ chứng cứ rồi xử lý Hàn Cơ cũng chưa muộn. Triều đường bị hiệp trì tiện bãi, mấy người phụ nữ trong hậu cung cũng không an phận. Chuyện hậu cung vốn dĩ là như vậy. Bệ hạ, người tốt nhất nên bảo vệ Triệu phu nhân cho tốt. Lệ Hoa, trong hậu cung này thật sự tốt với trẫm, và Triệu Cơ cũng chỉ có nàng thôi. Trẫm thay Triệu Cơ và thai nhi trong bụng nàng ấy cảm ơn nàng. Bệ hạ nặng lời rồi. Thuốc dưỡng thai có vấn đề, là ai muốn hại ta? Cho dù thái y có to gan đến đâu cũng không dám kê ra vị thuốc này. Ta nghĩ vị thuốc đó nhất định là bị người thêm vào sau. Có thể là Hàn Cơ mua chuột hạ nhân làm ra. Cô ta muốn hại ta là được rồi, lại còn muốn hại con của ta. Từ hôm nay ta và cô ta không đội trời chung. Cũng may chúng ta phát hiện ra sớm, không để cho âm mưu của cô ta thành công. Mũi hãy giả vờ là không biết, đừng đánh rắn động cỏ. Nhưng ta đề nghị muội hãy nói chuyện này trước với cha của muội, để cho mấy đề phòng âm thầm bảo vệ muội. Được, âm tỷ tỷ, ta sẽ nghe tỷ hết. Phu nhân, thuốc an thai của người xong rồi. Người lùi xuống trước đi. Dân. Phu nhân, người hãy nhân lúc thuốc còn nóng uống đi ạ. Thái y nói nếu mà thuốc nguội sẽ không tốt nữa. Cung nữ trong điện Trường Thu rất nhiều, chỉ có người tốt với chủ nhân. Tên là gì? Bẩm phu nhân, nô tỳ tên là Thúy Nhi ạ. Nếu ngươi là Thúy Nhi, nào, ở đây ta có một chiếc vòng phỉ thúy tặng ngươi, coi như là thưởng cho tấm lòng của ngươi vì chủ nhân. Nô tỳ đa tạ âm cơ phu nhân. Ngươi nói thuốc này là do thái y kê à? Đúng ạ, là do thái y đích thân kê. Ai đi lấy thuốc thế? Là thái y sai người mang đến ạ.
sau đó nô tỳ sắc ạ. Cho nên thuốc này hằng ngày đều là do ngươi đích thân sắc dân ạ, đều là do nô tỳ hằng ngày đích thân sắc, chưa từng để người xung quanh nhúng tay vào. To gan thật, dám mưu hại Triệu Cơ phu nhân. Nô tỳ không dám xin phu nhân minh xét. Ta nghĩ ngươi không có gan to như vậy. Ngươi chỉ cần nói ai sai ngươi làm chuyện hôm nay coi như là chưa từng xảy ra. Không có ạ, nô tỳ thực sự không dám mưu hại phu nhân. Cho dù nô tỳ có 100 cái gan, nô tỳ cũng không dám cho thuốc vào trong thuốc ăn thai của phu nhân. Nếu như không phải ngươi làm, ta còn chưa nói cho thuốc vào trong bát, sao ngươi lại biết chứ? Rốt cuộc là ai? Mau nói ra ai chỉ thị ngươi làm. Có lẽ là bệ hạ sẽ khai ân, có thể tha mạng cho ngươi. Không có, thật sự không có ạ. Âm Cơ phu nhân, hai người tha cho nô tỳ đi. Lôi cô ta xuống cho cô ta suy nghĩ, đợi bệ hạ xử lý. Âm Cơ phu nhân, Âm Cơ phu nhân, người là người tốt, người tha cho nô tỳ đi. Âm Cơ phu nhân, Âm Cơ phu nhân. Ta đối xử với chúng không tệ, sao chúng lại muốn hại ta chứ? Phu nhân, nô tài vừa mới lôi Thúy Nhi đi ra ngoài, cô ta liền đập đầu vào tường tự vẫn rồi. Không ngờ cô ta vì bảo vệ hung thủ mà lại tự vẫn, thật là sơ suất quá. Cũng may là chết không đối chứng, sức chút đã bị bệ hạ phát giác. Yên tâm, cha và muội muội của cô gái này đều trong tay ta, đã phái người đi trừ khử, tránh hậu quả rồi. Triệu Minh sắp xếp các tướng lục lâm, một lòng muốn đưa Triệu Cơ lên làm hoàng hậu, một tay che trời. Nếu người muốn giữ vững địa vị hiện tại, cách duy nhất chính là khiến cho bệ hạ sớm lập Lưu Cầu làm thái tử. Ta đương nhiên là muốn hoàng thượng sớm lập Cầu Nhi làm thái tử, nhưng bệ hạ lại luôn thoái thác. Ta lo lắng nếu con tiện nhân Triệu Cơ này xin cho con cho bệ hạ, bệ hạ vì nâng đỡ Triệu gia, vậy lập ai làm thái tử thì chưa biết được, tuyệt đối không được để cho Triệu Cơ sinh ra hoàng tử. Đều là Âm Lễ Qua đáng chết đó. Nếu không phải cô ta,